Chào các bạn, hôm nay ngày nghỉ không biết các bạn có đi chơi đâu không? Còn tôi thì ngồi nhà đo kim tự tháp và làm clip cho các bạn vì rất sợ tắc đường các bạn. Sáng nay xem mà thấy tin là đến nửa đêm hôm qua vẫn tắc đường ở cửa ngõ Hà Nội. Thấy mọi người máu đi chơi các bạn. Đấy, còn tôi thì hoàn thành, đây là kim tự tháp bản tiêu chuẩn thôi. Đấy, đây là bản tiêu chuẩn, nhưng mà tôi vẫn lấy đo cho mọi người. Bản tiêu chuẩn này thì của khách hàng thì mua thêm cả mai hoa, cả linh phù duyên cho vào để hỗ trợ thêm cả quý nhân nữa các bạn. Thì kim tự tháp này cũng xong rồi, tuy nhiên là đang ngày nghỉ thì không bên nào vào lấy nên là tôi cứ để tạm ở đây cho đẹp, sinh cơ, cái vật. Giờ khách hàng đặt hai cái cơ, nhưng mà hôm nay mình xong một cái, ngày mai mình xong tiếp thì thôi đo sau. Bây giờ tôi ngày nghỉ đi đo trước. Đây là cái của cô chị, đấy, của hai chị em. Mua thêm linh phù duyên này, mua thêm đồng mai hoa và nên là năng lượng chắc là sẽ rất là mạnh, rất là khủng. Tôi để mặt có cái linh phù gì đây, tấm năng lượng đấy, để cái mặt tấm năng lượng thì các bạn sẽ thấy nó quay tít luôn, quay tít thò luôn. Cũng rất may mắn là tôi linh phù thì hết, nhưng mà tôi mới tìm ra linh phù Thái Thượng Lão Quân ở bên dưới, vẫn có cái linh phù nhỏ chuyên cho kim tự tháp nên là vẫn làm cho các bạn được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mặc dù là tôi hết keo về, nhưng mà rất may là cũng có một cái đơn vị ở Việt Nam là chuyên nhập khẩu keo từ Hàn Quốc, tuy nhiên là họ không để nhãn, tại vì là như tôi nhập là nguyên nhãn ở đây, họ về họ đóng lại để họ bán đắt gần gấp đôi so với tôi nhập. Tuy nhiên là họ có thể họ có sẵn, họ nhập nhiều họ có sẵn nên họ vẫn có bán cho mình khá là đắt. Tuy nhiên là thôi, nhập về để làm cho các bạn thì đành phải chấp nhận. Nên là cái đợt mà hiện tại sau 30 tháng 4 mà chuyển cho các bạn là đều là dùng keo Hàn Quốc mà tôi mua lại của đơn vị khác. Tất nhiên là cũng giống tôi, nhưng nhập từ Hàn Quốc thôi, nhưng có thể họ chữ nhiều hơn. Các bạn xem kênh của tôi sẽ biết tôi là một người theo khoa học thuần, gọi là theo khoa học chứ không nhiều phải các thầy dân gian. Các thầy dân gian là làm xong, các thầy dân gian là các con không làm được cái này cơ, họ cứ nhập từ tàu về họ bán cho các bạn, thì họ bịa ra có cái kênh kim tự tháp đấy, bịa ra là chiết linh Đức Phật ở đây rồi chiết linh các thứ, đúng không, bán cho các bạn. Họ không bao giờ test, không bao giờ đo đạc đâu. Và tôi, một đệ tử của tôi mua thử, tôi mang về test trước là các bạn đã thấy là nó bị độc tố, đúng không? Cái độ nghi ngờ của tôi nó cũng rất là cao, mặc dù là tôi mua lại của một đơn vị khác. Mình đo dương có nghĩa là gì? Thực sự nó rất tốt rồi. Ví dụ như bên kim tự tháp kia đo âm là đo và nó có độc tố, đúng không? Cái hộp nhựa thì vợ tôi mang về nhà vứt đâu rồi, thì dọn văn phòng, tôi cho vào trong túi ni lông kín và tôi cũng sẽ đo các bạn. Mình làm khoa học không phải như vậy. Tôi sẽ đo sau 5 phút xem này. Lần trước mình như tôi cũng đo 5 phút đúng không? Mình đo xem là có đạt chuẩn hay không. Đấy. Ở đây này vẫn còn pin. Làm khoa học nó phải rõ ràng, rõ nét như vậy. Nếu mà nó
dương mạnh rồi nhưng mà cái chỉ số mà nó có độc tính thì tôi cũng vứt đi. Nếu mà độc tính có nghĩa là mình đo sai đúng không? À đây, nó nút ở bên này đấy, lâu không dùng. Nó phải chờ cân bằng với môi trường một lúc thì chắc khá lâu, đủ để tôi đi pha cà phê bun dưa lê với các bạn. Còn các cái kim tự tháp trước của tôi thì nó đạt chuẩn, yên tâm, vì keo của tôi là đã test rồi, tôi mua keo rất là đắt. Còn keo này thì vì tôi mua lại ở Việt Nam thì nó còn bị đắt gấp đôi. Tuy nhiên là họ dán cái chữ Việt Nam vào nên là bảo là keo Hàn Quốc dán chữ Việt Nam là tôi không tin lắm, nên là tôi phải test. Còn nếu mà bị hỏng thì thôi, tôi lại đành phải chờ nhập. Đấy, phải chấp nhận thế các bạn. Làm khoa học nó phải máu như thế chứ không phải như các thầy khác là cứ làm xong là tốt rồi đúng không? Không ai làm đo kiểm chứng cho các bạn đâu, đo bằng năng lượng, đo bằng chỉ số khoa học nó rõ nét như vậy. Chết giờ, khuôn này theo như thế này thì dùng được đúng một lần nữa là hỏng các bạn. Mặc dù là khuôn bên ngoài vẫn rất tốt nha, nhưng bên trong đúng một lần nữa là hỏng theo dự báo của tôi. Chết giờ, các bạn làm thì làm nhanh, nhưng mà thế thì còn bây giờ còn 3 cái nữa, còn 5, tức là làm khoảng 5 cái nữa là lại hỏng hết khuôn, rất là nguy hiểm. Trong lúc chờ đợi các bạn này ngồi thưởng thức cà phê của tôi tí đó, vẫn còn nó chạy còn chán, nó còn mới đang số 41, tức là nó phải chạy khoảng 2-3 phút để cân bằng với môi trường xung quanh thì nó mới đo được. Chúng ta cứ phải kiên nhẫn chờ đợi. Tôi chấp nhận mất công mất việc đi đo để test đúng sai đúng không? Tôi nhập nhiều nước quá hắn hay là bây giờ dùng chai trước. Vẫn còn 4-5 thùng nước. Khuyến mại giảm giá một nửa, mua 2 tặng 1 thùng nên là mua một lô. Đấy nha, bây giờ nó mới bắt đầu đo môi trường xung quanh này. Môi trường xung quanh thì tôi cho vào túi ni lông và đậy kín nó lại các bạn. Làm thủ công nó không có cái hộp đẹp đẽ sạch hoành tráng như lần ngày xưa đúng không? Chả biết là vợ tôi mang về đựng rau hay là vứt đi rồi. Làm clip tôi nhắc đến vợ tí cho vợ sướng. Đây nha, tôi quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây, tôi cho vào trong túi ni lông kín, dán kín túi zip này lại này, ấn chặt hết rồi nhé. Nó cứ ở trong này nó nói chuyện với nhau rồi. Đấy, đặt như này để quay cho các bạn. Tôi thử dựng lên cho các bạn nhìn nó khách quan tí không các bạn này. Rồi, chả thấy những con số đâu đúng không? Tôi để nằm ngang tí này thôi nhé, vì dựng đứng lên thì không biết là có được không. À, túi này to thì chắc là dựng được, hơi khó nhưng mà thôi. Chắc là các bạn nhìn được rồi đúng không? Đứng hẳn lên đây. Làm việc nó khoa học mà lại đây lại phải cho các bạn nhìn luôn, minh bạch số liệu quá vậy. Thôi được rồi, dựng thế này là nhìn được rồi. Đấy, đấy còn quên không dùng
Cái này là 1 phút. Thông thường thì ngày nghỉ lễ là mọi người cứ ùn ứ đi chơi nên là tắt đường rất là mệt. Còn tôi là ngày này là ở nhà làm việc cho các bạn rồi. Đấy, may có vợ trông con rồi nên là mình yên tâm đi làm clip, đi làm sách. Cả sáng nay tôi sửa lại cái trang web đào tạo nên là chưa làm được gì. Bây giờ ra đổ keo xong cái này nó khô thì quay clip cho các bạn. Nhân tiện là đo kiểm tra xem là cái keo tôi nhập ở Việt Nam. Đây tôi lấy cho các bạn xem. Đây họ về họ chiết ra, họ ghi tiếng Anh, vẫn tiếng Anh nhưng ở dưới Made in Korea này. Đấy. Hộp của tôi là có chữ Hàn nguyên, còn hộp của họ chắc là họ dán tiếng Việt lên. Đấy, nhưng mà nó khác nhau đấy, cái keo của tôi thì lâu khô hơn. Keo của tôi mất một ngày, thậm chí có lần 2 ngày mới khô cái keo này. 8 tiếng khô nên là một ngày tôi đổ được 2-3 lần. Nếu mà tôi chịu khó tôi dậy sớm. Đây, tưởng tôi chịu khó tôi dậy sớm á, tôi xong đến đầu giờ chiều tôi đổ, xong đến tối muộn tôi lại đổ tiếp. Ngày tôi tăng tốc được 3 lần. Đấy. Nó khô nhanh hơn. Có vẻ ok đấy các bạn, không thấy lên. Rất ok. Đắt hơn cả keo của tôi. Khô nhanh hơn. Đắt gấp đôi. So với tôi nhập về, các bạn mình nhập lẻ. Nhập lẻ xong cái phí ship vận chuyển bây giờ nó đắt lắm. Nên là bị đắt gấp đôi. Bình thường của tôi là đắt mà cái này họ mua nhiều vì họ chiết ra họ bán đắt gấp đôi của mình. Nhưng mà được cái là khô nhanh hơn. Nếu mà nó ok thì sau tôi nhập ở Việt Nam thôi được cho nhanh. Thứ nhất là nó khô nhanh, thứ hai là thôi đắp một tí cũng được. Tôi chỉ đắp rẻ tôi chả quan trọng. Ok đấy các bạn, chỉ số rất là tuyệt vời, nó không lên. Về thế là ok đấy. Cái kim tự tháp gì ở ngoài thị trường nhập của tàu cho vào nó báo động đỏ luôn nhỉ. Cái này không sao, quá tuyệt vời luôn. Không thay đổi gì luôn nhé các bạn nhé. Thôi đắt nó sắt ra miếng. Tôi thì chỉ là quan trọng mình thiệt thì một tí. Mình thiệt một tí lại ít một tí, nhưng mà các bạn chuẩn nét này là ok. Ok nhé các bạn, không lên. 3 phút nó vẫn 0.018 và có khi cái túi ni lông này đo chuẩn hơn cái nhựa, vì cái nhựa nó có nhựa, các bạn hình dung không? Có khi cái hộp nhựa tôi chụp lên là hộp nhựa nó cũng bị ảnh hưởng một ít. Túi ni lông này nó có lẽ là chuẩn hơn. Tất nhiên là cùng đo giống nhau thì những cái nào vượt ngưỡng thì có nghĩa là nó vẫn là vấn đề rồi. Cho nhiều nước còn uống cả chiều. Bây giờ tôi mới bắt đầu vào làm nốt clip này xong đi viết sách. Không lên các bạn, ok đấy. Đấy, phải test như thế là mới yên tâm các bạn nhé. Mọi thứ nó phải chuẩn chỉ như vậy. Không ai dám đo như cho các bạn như thế đâu.
Tôi đo luôn, đo không đạt yêu cầu tôi chấp nhận, tôi vứt đi, tôi chờ kèo. Đấy. Đúng không? Tôi nói ngay từ đầu. Không, tôi mà không đạt chuẩn là tôi vứt ngay, không nói nhiều. Giống tôi, nhiều bạn cứ bảo là em mua tầm long này rẻ hơn em tập tạm đã. Các bạn là không có một tư duy, tức là cũng giống như ngày nghỉ lễ mà người đổ xô ra đi chơi thế là tắc, cùng là vợ con mình khổ ngoài đường, trong khi đáng nhẽ là nửa đêm ngoài đường trong khi mình ôm vợ ôm con ngủ trên giường có phải sướng hơn không, tự nhiên chen chúc ra ngoài đường. Cũng giống như tầm long, các bạn tiết kiệm được 1-2 triệu trong khi là tôi có nói rồi, cái này nó nhảy hơn rất nhiều, tôi mua rất nhiều, thậm chí là có rất nhiều bạn cứ khoe này, tôi là tôi mua về tôi thấy nó như dở hơi tôi vứt đi luôn, tại vì là tôi cũng chả bán lại, thì bán lại cho các bạn, lương tâm của tôi thì nó rất vớ vẩn và mất thời gian. Thay vì các bạn cầm cái tầm long để của các bạn tập mất 1-2 năm, các bạn cầm cái này bạn tập 1 tuần 1 tháng các bạn tập được luôn, thế nó phải nhàn nó đâu, nó đỡ cho bạn bao nhiêu là công sức, nhưng mà bạn tiết kiệm mấy đồng bạc. Nên là nó là cái tư duy. Ví dụ là tôi đi xe ô tô tôi thấy nó đỡ bụi, đỡ mệt, không bao giờ tôi đi xe máy nữa. Ở đây không phải ý chê bạn ít tiền, mà kể cả tôi không có tiền đi ô tô tôi vẫn thuê Grab. Thế đợt tôi không mua được ô tô, thậm chí là đợt tôi mua ô tô là Covid còn chả lấy được xe cơ, 3 tháng trời không lấy được xe ô tô, vẫn đi Grab, tốn một đống tiền. Nhưng mà sao, nó đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Mình phải tư duy như vậy, mình tiết kiệm tiền, ít tiền nhưng mà mình mất thời gian. Tôi so sánh ở đây không nói về giàu nghèo, mà tôi nói về cái thời gian các bạn bỏ ra. Cái này tôi đọc từ, rất may mắn với tôi là tôi đọc từ thời cấp 3. Cấp 3 tôi đọc được của một tôi không nhớ tác giả người Nhật nào. Tức là cái câu chuyện là như thế này: bạn từ đi từ đây vào Sài Gòn, nếu bạn đi tàu có thể bạn mất 2 ngày, nhưng bạn đi máy bay bạn chỉ mất 1-2 tiếng thôi. Và với người đi tàu thì người ta tiết kiệm được một cơ số tiền. Tuy nhiên là người ta phải bỏ ra mất tận 2 ngày trời, đúng không? So với một người là người ta có thể đắt gấp đôi, tôi đã không nói về thực tế, có thể người ta đắt gấp đôi, nhưng người ta lại chỉ mất 1-2 tiếng trên không thôi, người ta đến được nơi, người ta giải quyết được việc, đúng không? Trong khi là có khi bạn đi tàu mất 1 ngày trời, bạn vào đến nơi, nhưng với người kia người ta chấp nhận bỏ nhiều tiền hơn, người ta vào đến nơi, người ta giải quyết xong việc, người ta quay trở lại rồi, bạn vẫn chưa tới nơi, đúng không? Tức là bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian, và cái thời gian đấy bạn làm được nhiều việc, nó ra tiền hơn rất nhiều. Ôi, tâm sự thế thôi, nói chung là chỉ số quá là đẹp rồi.